Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Dạy Quên TV nha. Hôm nay Tiên đãi anh Ba Đông ăn bún riêu cua nha mọi người. Đó. Không ăn thì nghỉ ăn. Hồi vô nó giận dỗi gì không biết, nó không ăn. Thì đây là hai tô bún Tiên mới mua về, mới chụp nó hỏi luôn. Anh Ba Đông ông ăn bả rau thơm mọi người. Ông thuộc dạng kén ăn. Rồi chú đi. Thiệt chứ cho ăn mà bực trong người lắm, chứ không phải như ba má chồng của Tiên. Cho là ăn. Đây là Tiên bỏ rau găm, rồi rau thơm, ngòi gai các thứ ở quế rồi vô nha mọi người. Tại vì ở dưới miền Tây á, ăn bún riêu là phải có thêm mắm cuốt nữa. Nên là Tiên bỏ đi miếng mắm cuốt. Rồi vô kìa. Trời ơi, anh Ba Đông ông ăn bún riêu mà ông bỏ tương ớt cho mọi người. Thôi, cứ chiều ông đi. Nhưng mà phải nói trước, ăn được rồi đừng trách nha. Cái đề, mỗ mốt cũng như là nãy anh đề, quẩy má xe mà xe ơ. Ông ok rồi. Trời đất ơi, ăn bún riêu bỏ tương ớt lần đầu tiên trong đời mới thấy, ăn ngọt ngộ đời thiệt chứ. Trong đi rau thơm mắm cuốt thì không bỏ. Trời cho anh cho. Ngon quá à. Ấm mắc cái lẻ. Tôi 4-5 ngàn bỏ biết bao nhiêu là thịt với chả lụa vô kìa. Ấm mắc cái lẻ. Tàu hủ chuyên. Ấm mắc cái lẻ. Ấm mắc cái lẻ. Cái này gì vậy? Thịt cua. Thêm. Ấm mắc cái lẻ. Ăn không? Thêm bò lẻ. Mắc cái lẻ. Ừ. Mát chưa? Được. Mình mới xin dùng được rồi ta. Được. Cảm ơn bảo. Nó tươi ngon á. Dạ gì mà luôn. Ông nói tôi nhiều quá. Nghe mùi á. Cốt cây xay. Ờ, cốt cây xay á. Ông hỏi này là gì vậy? Thì nói là bằng cái thịt cua á mọi người. Cốt cây xay gì vậy? Cái gì kìa. À, cây xay, cây xay. Cộng rau của mẹ. Trong tiếng Hàn á mọi người, từ chó với lại từ cua phát âm cũng gần tương tự như nhau, nhiều khi cũng nói lộn. Mấy mười á? À, hôm nay Tiến mua là mè gà. Tổng cục chim. Nè, với gà gán, với khoai tây gán, mấy đứa nhỏ nè. Ăn bún riêu mà làm miếng gà rán cũng phê lắm á. Gà rán chấm tương ớt Việt Nam bá cháy luôn. Hà vô nó phải ăn bún lắm. Thầy hờn đâu mà. Rồi à, mấy mứt ra. Phải chả. Mà xin lên chưa? Hả? Bảo khúc chứ mời chị cho nha. Ông kia mình đổ từ từ nha mọi người. Rút kinh nghiệm lần trước mọi người chỉ Tiên. Bữa nay đổ từ từ. Ủa sao nó vẫn còn nhiều bọt ta. Kính thề. Kế tù. Có phần mạnh nè. Vẫn một đống bọt. Đúng một quá khúc bình thường chứ. Thế là chúng ta hãy đi về chứ. Quạt quạt. Ngồi nhìn nó biết sao uống kiểu gì vậy. Cốp mầm về thì nè. Lần đầu tiên ăn bún riêu mà uống bia.
내가 처음에 쌀국수 먹으면서 맥주 먹어요. 아, 처음 먹어본다고? 아, 나도 그래. 아무 것도 안 나오죠. 원래 쌀국수는 맥주 안 먹나? 사람, 많은 사람들이. 근데 이제 나는 안 공기라고 안 우비를 먹어. 왜 그런데? 오빠 비빔밥 먹을 때 꼭 맥주 먹느나? 비빔밥 먹을 때? 아니 안 먹어. 그럼. ông đi tìm hỏi ông là ăn cơm trộn có uống bia không thì cũng giống như người Việt Nam mình ăn uống bia mà không bia vậy đó. Ngon. Ngon nhỉ. Dạo này bên Hàn Quốc corona bùng phát trở lại mọi người ơi. Quá dữ. Hàn Quốc tôi cứ là xài à. Corona demone chứ. Một ngày là mấy trăm người nhiễm luôn á. Bùng dịch trở lại rồi. Cái gì mà thế này? À, Igor. Rau muống. Không xin chè. Ông khen cộng rau muống ăn ngon mọi người. Hàn Quốc sao đang ít của chỗ hè à. Ô ba tôi mặt sang cá chi nè. Người Hàn Quốc rất thích ăn cộng rau muống luôn. Cũng mặt gì cả. Không xin chè. Anh không xin chè. Nghĩ ngắm ra những cái cũng mặt gì chè. Cứ có hấp cũng mặt gì cả nè. Được chè. Nghe bảo tôi. Ông nói giống cộng phai lan. Cộng lá phai lan mọi người. Nó không chín đâu. Ngon. Đây mới là cái ly của Starbucks. Anh Ba Đông dạo này có bạn nhậu ha. Ô ba dầu chum mấy chú chín cô sáng canh nè. Mấy chú chín cô. Cái gì luôn đấy. Đó. Sủi đồ mồm luôn kìa. Ông chơi thì không biết nhậu. Vậy giờ mình đang uống gì mọi người? Cô đang chưa mở mắt của Issa á. Hả? Chưa mở mắt của Issa á. Chưa. Boricha. Ông nói mình đang uống trà mọi người. À, Boricha gì á. Trà. Ồ, bây giờ mọi người. Ôi, bây giờ chúng ta. Ngon quá mọi người. Đi làm tôi hơi nhiều. Hay là tôi mua 3 phần mà chia ra mỗi đứa 1 phần rưỡi. Hai mè gà, tôi chiên cay cay á, giòn giòn mọi người. Dai dai. Chấm với tương ớt Việt Nam, bá cháy luôn. Hai dưới cái kia thì mở xe á. Camera 감독. 뭐야? 나 vô nó lại đứng phía sau camera nữa. Bữa nay em biết nó cho camera ăn gì đây nè. Hôm bữa thì cho úp mặt vô nè, xương heo. Ôi cô chứ. Nha. Chào
anh Ba Đông. Anh Ba Đông không sợ lắm mọi người. Trước mặt ta làm vậy đó, tôi hồi cái tắt camera rồi là dính tiền như xa vậy đó. Camera cơm em nản thiệt, ôi chứ mà hại quá. Xuất chế ra cho cũng bà cái gì đấy. Bà cái gì. Ông nói mình đỏ mặt, xỉn gội luôn rồi. Rồi. Thầy thương mừng cho nhé. Ừ, ôi, 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 trắng á. Chí mà anh đi, hãy chung ta. Rồi, thơm một bi luôn rồi. Ôi, cái thơm kìa. Ông nói hồi, bà mùi cả thơm. Papa. Nè. Chà, cần bé. 100% nha. Giang như chồng chồng em. Đấy là. Giang như chồng chồng em. Appa. Giang như chồng chồng em. Chơi. Trời mắc ói quá. Ông ba, thôi còn thích vợ. Ông mẹ là tôi phòng cái chua của thích vợ nên đấy. Cái gì? Chăm ác gì có chua nè. Chăm ác là. Ông mới nước ngọt vô. À. Rồi hôm nay Tiên ăn tới đây thôi nha mọi người ơi. Nó nói vậy thôi chứ còn tỉnh bơ à. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông ra và comment ủng hộ cho Tiên. Về One TV và trang Facebook của anh chị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Bye bye. À thích bớt chứ à. Chứ chứ à. Mình đang thúc lắm à.